Trái với dự đoán của các chuyên gia cũng như tuyển thủ, Suning đã khiến JDG phải ôm hận ở vòng tứ kết chung kết thế giới năm 2020 với thắng lợi 3-1 vô cùng xứng đáng. Suning và Sọp sẽ tiếp tục bước vào tứ kết và đối thủ của họ sẽ là Top Esports hoặc Fnatic. Trả lời họp báo sau trận đấu, Sọp đã không quên cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ anh suốt nhiều năm qua thi đấu tại LPL. Bin, bạn đánh giá mình thế nào với những người chơi đường trên khác tại chung kết thế giới năm nay? Tôi nghĩ ít nhất mình nằm trong top 5 những người chơi đường trên xuất sắc nhất. Sword Art, bạn đã bước tới cột mốc mới trong sự nghiệp của mình, đó là bán kết chung kết thế giới năm 2020. Bây giờ, bạn đang là một trong những hỗ trợ hay nhất trên thế giới. Đâu là khác biệt lớn nhất so với thời điểm lần đầu tiên bạn có mặt ở chung kết thế giới? Nó nằm ở khát khao chứng tỏ bản thân mình với thế giới. Tôi đã học cách làm thế nào để hỗ trợ team tốt nhất. Trong quá khứ, tôi nghĩ rằng một hỗ trợ được xanh sẽ chẳng có ích gì cho đội. Nhưng giờ đây, tôi cần phải đóng góp nhiều hơn, thậm chí là cho cả lượng tiền của đội. Bạn đánh giá như thế nào về sự tiến bộ của Honfan? Cậu ấy chăm chỉ một cách khủng khiếp. Cậu ấy luôn đem lại những sự tự tin về khả năng gánh team ở mid lane. Có thể bây giờ Honfan chưa nổi tiếng, nhưng trong tương lai mọi người sẽ phải ghi nhớ tên tuổi của cậu ấy. Honfan cướp Jihim từ JDG có phải là một phần trong chiến thuật hay không? Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình so với Jihim? Jihim là vị tướng mà cả JDG lẫn Suning đều có thể chơi tốt, nên chúng tôi biết mình sẽ phải cướp Jihim từ tay họ. Còn về màn trình diễn của tôi với Jihim, tôi nghĩ là cũng thường thôi. Sọc, đã 796 ngày kể từ lần cuối cùng các bạn đánh bại JDG, bạn có cho rằng may mắn đã đứng về phía Suning? Hay các bạn đã có chiến thuật đặc biệt nào đó trước trận đấu? Phong cách chơi của JDG rất giống với chúng tôi, họ là một đối thủ rất quen thuộc. Chúng tôi đã chuẩn bị vô số cách để counter bể tướng cũng như lối chơi của họ. Bạn muốn nói điều gì với các fan Việt Nam đang cổ vũ cho các bạn hay không? Tôi biết rằng sẽ có rất nhiều người Việt Nam xem tôi thi đấu trận hôm nay. Tôi cảm thấy rất biết ơn đến các anh em. Tôi đã thi đấu Liên minh Huyền Thoại lâu đến thế rồi. Đây là chung kết thế giới lần đầu tiên của tôi. Đây là chiến thắng mà tôi muốn dành cho tất cả mọi người. Tôi cảm thấy rất biết ơn. Bể tướng và cách lên đồ của bạn đang rất đa dạng và độc đáo. Điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn vậy? Tôi đã thử rất nhiều điều khác nhau khi đánh rank và scrim. Nếu nó hiệu quả, tôi sẽ áp dụng vào đấu giải.